Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi bắt ong mật, ong ruồi. Mình chạy dữ rồi. Mệt. Ở đằng này có cái ổ ong ruồi này cả nhà. Mã sát nách luôn mà còn hay hầm nữa. Ở đây rất là hầm. Nóng nực á. Nực thiệt. Con quay đi, cầm đi. Kìa 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 kìa. Bạn để quay cái đó xích lục sư một thôi nữa. Số một hả? Kìa mấy bạn, trên cái cây này có ong ruồi nè. Nhìn nó xa quá, nó nhỏ quá nè, để đây cái ổ ong ruồi nè mấy bạn. Cưa được không? Nhanh đó hả? Chứ chờ anh sao cưa. Cái cây có giới hạn nha mọi người, cho nên là cưa ở phần dưới. Không im. Nó cưa trên nào xong. Không đứt hả? Hay leo luôn đi. Nó hay không ta? Có công mày xác có ngày nên kem. Nó ăn rồi đó, chịu ăn rồi nè. Mà nó mỏi tay. Cái hơi cục ha. Kìa kìa kìa, nó bắt đầu nó bay kìa. Nó biết mối nguy hiểm rồi. Đang cưa luôn mấy bạn ơi, nè hơi mỏi tay cho nên đã cưa hơi lâu tí. Tư mỏi tay lắm rồi. Đổi ca đi. Con cũng cao quá vậy. Mà dễ gì con làm được. Cắt mối tha hết mặt luôn á. Ai biết. Đứt rồi, đứt rồi, đứt rồi, ngon lành. Móc xuống đi. Vô lại vô. Trời ông nó chắc nó quýnh. Bỏ bú á. Không sao. Kìa 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 kìa. Nè, nó có túa không? Nó có đánh không? Đánh nó xong đánh trời. Không đánh. Ừ nó bay tới bỉ ơi. Nguy hiểm vậy. Kìa nó bay túa kìa. Ở đâu trên gió vậy? Hỏi nó lượm hết mặt đó. Nó không còn miếng luôn. Đâu còn ông, đâu còn con già dưới đây nữa đâu. Còn con to nhỏ. Để đi, để đi ra. Còn thấy còn trên. Còn trên sườn nè. Rồi đúng rồi, hợp lý quá cả nhà ơi. Còn trên cái cành kìa. Ít. Wow. Kìa, phối. Anh bẻ nhánh cây anh phủi nó nè. Khúc mặt trên này còn nè cả nhà. Chim nữa nè. Vậy hả? Cái này nó hút đi phần chỗ này nè, nên nó ít nè. Cũng được nè. Được con lờ chấm nè, dưới là con mặt đâu ở trên không ạ? Trên hả?
được cái chỗ này đến đây không à? Đúng rồi. Không thấy ong kìa. Ai mà ăn dạ. Xúc xắc. Nè, thử đi. Lấy này lên nó cầm lên cường cái cho nó vui rồi. Cái gì? Lên nữa. Nó thơm thơm cái nha. Giờ ăn thử nha. Mặt là rất là ngọt luôn á. Quá ngon. Ok. Ngọt. Nè thử đi. Ăn này nhiều tỉ đường luôn cả nhà. Chạp đi. Vũ. Nó ngọt quá. Đã lắm mọi người. Khúc dính này hết mặt rồi. Chú ý dòng trên rồi. Mặt ong ngon lắm mọi người. Thì video của mình hôm nay đã hết. Bye bye. Cảm ơn các bạn nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình nè.